Hello, chào cả nhà nha. Hôm nay mình dẫn cả nhà qua Nguyễn Tri Phương cả nhà. Đi ăn bún cá, bún chả cá Lệ Quy Nhơn. Địa chỉ ở đây là 527A Nguyễn Tri Phương, phường 8 quận 10 cả nhà. Nó cái quán này nó nằm cách cầu vượt 3 tháng 2 với Nguyễn Tri Phương nè cả nhà. Ở dưới này là cái hướng dòng xe Nguyễn Tri Phương đi lên. Lên gần đụng 3 tháng 2 là cái quán bún chả cá Quy Nhơn này nó nằm bên tay trái. Còn cầu vượt 3 tháng 2 quẹo vô là bên tay phải. Mở cái nhà vô. Em review vô cả nhà xem em. Cái này là sứa à. Cái này là con sứa. Còn này là cá thu hả? Còn cái hộp đó nãy cái đó kêu bằng cái gì? Cái này là chả ram. Chả ram. Để mình ăn chung với bún cá luôn hả? Không, cái chả ram này đi nên làm gỏi cuốn. À, gỏi cuốn hả? À, còn cái này là mình kêu bằng cái gì? Cái tré chị. À, tré hả? Ủa cưng, cho chị hỏi mình bán bao nhiêu một tô cưng ha? Bún cá. Bún chợ là bên em bán 40. À. Bún cá. Nói chung là ngoài trừ chợ ra là 45. À. Hoặc 50. À. Ủa cái quán mình bán mấy giờ tới mấy giờ cưng? Dạ, hoạt động thì từ 7 giờ sáng đến 11 giờ tối. À. Và bán liên tục luôn. À, bán liên tục. Quán mình mở được bao lâu rồi cưng ha? Dạ, nếu mà đây chi nhánh mới, còn chi nhánh cũ thì chị kia nghe nói mấy chục năm rồi. Mấy chục năm rồi hả? Còn quán này thì mới nửa năm nè. À, chung cho chị hai tô đầy đủ đi ha. Dạ vâng ạ. Cá thu mà quá trời lớn luôn. Chị hôm nay nhiều chứ ta. Còn mấy cái này là cá thu không hả cưng? Dạ bữa nay là thường thường là có cá ngừ, cá ngừ, cá cừ nữa mà. À. Chỉ là hàng hôm nay là còn cá thu hả chị? À, sướng. Bún này là mình bỏ cá với chả cá với sứa. Còn chả ram với củ kiệu rồi là mình ăn cuốn hả cưng? Dạ đúng rồi, ăn cuốn với lại nem phần hả chị? À. Cái phần nem là mình tự cuốn. À. Còn gọi cuốn rồi nem sẽ cuốn hả chị? À. Cái phần đó là bao nhiêu một phần cưng? Dạ nếu mà nem phần thì đang bán 70 chị. À. Nhìn hấp dẫn quá. Mấy cái trứng cá nhìn hấp dẫn ghê vậy. Cái quán chính là bán mấy chục năm rồi, còn cái này mới qua mở được có 5-6 tháng thôi. Nhưng mà dòm cá rồi hấp dẫn, cá thu. Hai tờ. Rồi mình bỏ ngò vô. Ngò với củ hành hả cơ? Dạ, củ hành là ở ngoài bàn có chị. À. Và cái này là hành lá đó, hành chi này là. À, cái này cái tô bún thường á là 40, tô bún cá thu á là của cá hồi 45, tô bún chả cá là 45, còn mình kêu tô thập cẩm là 50. Hai tô bún thơm quá đi. Đâu cái này nó có gì vậy? Có sứa không? Có, đâu có. Nè cái con sứa nè. Đây nè con sứa nè cả nhà. Đó. Thôi cũng được hai con sứa. Đây nữa nè. Ờ, quá trời luôn. À. Đây là trứng cá. Trứng cá thu cả nhà. Mấy miếng chả. Đây là thịt gì ta? Cá thu nè cả nhà. Đúng là thịt heo chứ. Để em làm nước chấm nha. Cái ăn cái gì cũng phải có nước chấm mới ngon đó. Cái quán này á, lần đầu tiên vợ chồng mình ghé ăn luôn em hả? À, lần đầu. Đi ngang gặp quà gì mình đâu có ghé ăn đâu. À. Ừ. Cái sả tế này nó kẹo kẹo ngon quá. Bỏ sả tế anh chưa? Giờ em bỏ rồi. Ăn chanh nữa em ơi, anh ăn chanh mới được. Em ăn chanh sao là anh nặng luôn? Anh nặng luôn cho em đi. Ớt nữa nè, anh có ớt hiểm nữa. Ớt chua cho anh. Ừ. Chút ớt chua. Ăn cái này được không? Không thể thiếu cái món này. Không thể thiếu hả? Không. Anh chuối, gạo chuối. Anh thích ăn gạo chuối hơn. Muốn chả cá là gâu như gao nó nhuyễn vậy đó em hả? Ăn cho em biết. Cái quán này người ta bán khoảng bao lâu em biết không?
quán này á, cái quán nó chia nhánh gốc á là bán 20 mấy năm rồi, còn cái quán này là chia nhánh thứ hai, người ta mới dời về đây, người ta bán 5-6 tháng à. Có hỏi chia nhánh gốc ở đâu không? Không, nãy không. Em nó không. Mời cả nhà cùng ăn bún chả cá với hai chồng mình nha. Mời cả nhà ăn bún chả cá với hai chồng mình nha. Đổ cái này lần trước nha. Cái nước nó đậm đà quá, ngon quá anh. Tình quốc miếng dưa miếng cá này coi sao. Mình vô, mình vô. Trứng. Ăn bún này ngon rồi các em. Ngon. 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 Đây. Sứa phần ơi. Sứa phần. Sứa nè cả nhà. Con sứa nè. Mình lần đầu tiên mình ăn mấy con sứa này luôn cả nhà. Giờ mình ăn luôn, quất nó luôn. Sứa hả? Sứa. Ủa. Vô. Cái này gọn gãi hả? Ngon. Ăn thử ăn ngon lắm. Cắn bụp 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 đó. Giống như tưởng tượng giống như ăn ốc hoặc xoài vậy. Nó sực sực, nó mặn mặn mà nó có nước nhiều lắm. Đúng rồi. Quá đã. Cái này có được 4 miếng cá, 4 miếng chả cá, 2 cục trứng với 1 cái cục cá. Cá này người ta để trên lò nóng trên 24/24 luôn, lò bằng điện á, không để cho nguội luôn á. Wow. Trứng cá ăn béo mà thơm quá à. Trả trống này chặt quá không có vô. Ngồi đây cho mát nè. Bữa nay không biết. Cái bằng ở trống hơi tối đó nha. Nhưng mà mình ra ngoài đây thì xe nhiều hơi bị ồn không biết. Đúng như em nói á. Ăn cái này không có này không ngon. Vô chua chua giòn giòn đúng không? Đúng rồi. Ngon. Làm chua chua ngọt ngọt phải không anh? Ừ. Luôn kẹp vô miếng củ hành. Kẹp vô miếng củ hành ăn là hết thuốc luôn. Ừ. Ăn rồi chua ngon quá. Ngon. Nó thật sự là cái bún như chả cá này nè. Nó có mấy con sứa này lần đầu tiên mình ăn luôn đó nha. Mình ăn giống ăn hải sản. Thôi mình bỏ miếng nữa. Tôi ăn nó tưởng tượng giống như là ăn cái gì đó. Ốc biển như biển vậy á. Đúng không? Ừ. Cái mùi nó y chang vậy luôn. Cái mùi nó mặn mặn mà nó sực sực á. Ừ. Cái nó giòn. Giòn. Ừ. Nhưng mà cái mùi vị á giống thịt luôn. Cái này sứa sống như biển mà. Đúng là lần đầu tiên đi ăn bún chả cá sứa cả nhà. Ngon quá, em thấy cái củ hành ghê luôn á, giòn ngọt ngọt chua chua, anh ăn thử ha. Ừ. Chả cá này em phải không? Ừ. Bún này. Chả cá. Nó ghép hành gì bà xã kêu ghép gì nè mới đã. Ừ. Đó. Ghép được. Rồi ta dùng. Rồi. Thơm ơi. Quá ghê. Trời giá của nó. Cái chua trái này cái gì nó không có cay cả nhà, nó không có cay. Nó không có cay chứ nó. Đúng rồi, ớt hiểm thôi. Phải không? Ừ.
cô Lệ. Thôi em ăn chả đi. Anh ăn sứa của anh nè, ăn sứa anh đâu rồi? Đây, còn ngon cái sứa không? Anh ăn sứa mẹ em không. Cái này cách 50 của em hả? Cái này 50. Con nhỏ là 45. Cái này ngon quá. Trái nhiều quá em ơi. Để em bỏ cho anh hả? Ừ. Nó ăn ngon. Ngon ngon ngon. Em ăn. Ngon kỳ lắm. Ngon thôi. Ngon. Ngon thiệt. Ngon. Miếng đi. Ai, nhí nhí. Ăn cá mềm. Ở ngoài đường nó không có chỗ đi xương ở nhà. Trong nhà có, mà sao không có? Không, người ta xưa có đem ra. Tại vì vợ chồng mình ra ngoài ngồi ăn, nó quay cho cái nhà xem cho nó sáng, nó chổng tối lắm. Bữa này ăn đỡ ngán nè, nước chua chua ngọt ngọt á. Em không biết con cá thu nó bự cỡ nào mà cái trứng nó như gì luôn á trời. Cá thu nó cỡ anh không? Nó bự của anh luôn á. Ngon, cỡ ngon quá vậy. Bún chả cá Lệ mình ăn ngon ghê lợi luôn đó nha. Ghê lợi luôn. Khách người ta ngồi trong nhà không à, còn mình xin ra đây ngồi. Như nó mua bưng về nữa mà. Có không? À, tối chút nữa là bàn xếp dài dài ở đây nè. Người ta ngồi nữa. Cái đống bàn này cái nhà chút xíu là mát lại dọn ra ngoài đó nha. Còn cái chảy mình ngồi nè. Nhà xếp dài luôn. Xếp dài ngang cái cửa cái cổng trường học mầm non luôn nè. Đó. Là sắp dài ngăn cổng luôn, khi nào mà trường ta về rồi đó là gì là kéo bạn ra đây bán cái tối luôn á. Ủa bán cái tối mấy giờ em? 10 giờ 11 giờ á. 10 giờ 11 điểm hả? Chiều mấy giờ? Bán từ sáng. Từ sáng luôn. À, tính ra bán nguyên ngày của trường đi chút thôi rồi bán tối. Không, thay ca nhau bán. Từ sáng bán tới tối luôn. Vậy là bán nguyên ngày luôn á nha. Những người đặt ở đây là người ta ăn á, người ta đặt gấp. Ta gấp bay á, người ta ship về. Nãy mình lại á, mình lại là cũng có hai anh shipper lại đem bún thì đem về, có người ta đặt á nha. Thảo quá. Không cho cá bự quá ha. Quá ngon. Ăn ngon quá quên luôn. Không biết nói gì luôn á. Em ăn muốn chứa vô giống như phổ tay vậy, thịt vậy á. Không. Nó này giống như em tưởng tượng ăn hải sản này chứ bộ. Tưởng giống như ăn gì, ốc, nghêu gì á. Đâu mà. Cái mùi giống thịt luôn. Mà nó là hải sản mà phải không? Sứa, sứa ngoài biển mà. Sống dưới biển à. Cái mùi giống thịt à. Thích thêm cái thắng là bụt đó. Quá lạ. Đi muốn cả tế vô hết rồi. Được rồi anh làm cái nữa coi. Ngon quá, cái nước cũng ngon lắm. Kiếm nước uống lên mà. Địa chỉ ở đây là 527A Nguyễn Chí Phương, A phường 8 quận 10. Nó nằm mà từ cái dòng xe Nguyễn Chí Phương đi lên cách cầu vượt 3 tháng 2 khoảng chừng mấy chục mét à. Nếu mà ngã dòng xe 3 tháng 2, dòng xe Nguyễn Chí Phương lên á, lỗi nằm bên tay trái. Thôi clip mình cũng kết thúc ở đây cả nhà ơi.
cảm ơn cả nhà đã bỏ thời gian quý báu xem hết clip này. Cả nhà đừng quên đăng ký, chia sẻ, ủng hộ cho kênh Quán Nhà để mình có động lực làm những clip tiếp theo. Bye bye.